Ok, chào 5.000, 500.000 anh em dầm dầm đã đến với channel của Nancy ngày hôm nay. Hôm nay sẽ là một ngày Nancy muốn làm một clip về cả hai khẩu AK Dragon lẫn AWP Dragon. Ok, let's go. Rồi, chúng ta vào ngay với ván đấu đầu tiên đi. Có lẽ đối thủ chúng ta là một team có chữ TV. Map đấu xưởng tàu, một trong những map đấu thi đấu VPL 2017. Trên tay mình đang là khẩu AWP Dragon. Ui, còn một xíu máu thôi mà không ăn được. Cầm lực đi ngang qua thôi. Một mạng đầu tiên dành cho mình. Có mạng thứ hai không? Mạng thứ hai bạn mình ăn hộ. 5-3 đang là tỷ số hiện tại. Dường như TV đang bám đuổi rất tốt. Một mạng Zenith. Có mạng thứ hai không này? Có mạng thứ hai rồi. Nằm xuống đi con hợi kìa. Ui, nằm xuống luôn. Quá là ảo với pha đục vừa rồi. Liệu có mạng thứ tư không đây? Đấy. Ui, không có mạng thứ tư. Điều thế chứ lại. 11-8, đồng đội tôi đang làm rất tốt với việc chiếm mid và những cái điểm then chốt. Ra đây. Có hàng rồi. Nếu các bạn nhìn thấy đối phương ở trên cao, các bạn phải dình nó ra bằng được thì thôi. Nếu các bạn không dình được thì các bạn sẽ rất dễ nằm xuống. Đông thế này, nhảy xuống mà vẫn ăn được một mạng là may lắm rồi. 16-13, cách biệt đang chỉ là 3 mạng thôi, chưa hề an toàn một chút nào cả. Chúng ta cần giãn cách cái tỷ số này nó nhiều hơn nữa. TV Sin đang làm rất tốt. Tây bên phiến quân bên đội của Nancy cũng đang làm khá ok với cây đết M38. Có những đồng đội như này thì mình mới cảm thấy là cuộc sống này nó nhẹ nhàng hơn. Hai điểm cao dường như đã giữ được, như vậy là quá tốt rồi. Sau khi mà chiếm được đoạn mid này thì chúng ta lại phải lên vòng sang để tràn vào nhà địch. Không thành công. TV đại ca đang là người clean được nhiều mạng nhất bên kia. Rồi, có lẽ đã đến giờ mình phải rút AK ra. Nốt mạng này. Ui. Vì sao mà đến những cái lúc như này mình phải rút AK? Bởi vì thế trận nó đang bị áp đảo ở đoạn mid. Nếu mình không cầm AK ra càn quét ngay bây giờ thì tình thế sẽ rất là nguy hiểm. Các bạn cần phải chiếm được những cái khu vực quan trọng từ nhà mình ra đến điểm mid thì mới có thể đảm bảo an toàn được cho sniper. Rồi, có mạng không đây? Có luôn mạng thứ hai. Dần dần rồi các bạn sẽ thấy được cái sự hiệu quả khi mà đàn áp được lên đến đoạn mid và sang nhà đối phương. Con hợi này chạy vào đây. Rồi, đồng đội anh đã tiêu diệt thành công đối phương. Chạy đi đâu vậy anh? Anh đi đâu nhanh thế? À đây, đây rồi. Ôi dồi ôi, may quá mình táo luôn, còn nguyên một máu thôi. Ui, chạy ngang qua nhau mà dường như không quen nhau. Có mạng thứ hai rồi, táo luôn một máu ơi. Giờ lại phải núp vào đây đã. À, có thằng sắp ra ngay bên cạnh mình thôi này, bên trái này. Biết ngay con hàng này. Thôi dù sao một máu được liếm được đến tận hai mạng thì cũng không còn gì là bằng nữa rồi. 36-35 đang là tỷ số hiện tại. Cách biệt là rất ít nhưng nó phần nào giúp tôi cảm thấy được an toàn. Khi mà đối phương không thể nào mà tràn sang nhà được. Vừa nói xong thì có hai thằng sang nhà luôn. Thằng nữa đâu? Ra đây. Có mạng luôn rồi. Ui. Ui. Hết đạn rồi kìa.
quả đấy mà không hết đạn thì thôi, liếm trọn gói 1 đến 2 mạng luôn, đừng đùa. 41-37. Cách biệt nó là 3 mạng rồi. Đấy, mày ra đây. Tao chờ mày ở đây luôn đấy. Ra đấy. Nó ra thật luôn này anh em ơi. 43-38 rồi. Các bạn thấy sự hiệu quả của AK khi mà đàn áp chưa? Nó thực sự rất hiệu quả luôn. Rồi. Ngon quá. Toàn táo rồi. Đếm ngoảnh đi ngoảnh lại thì cũng đã 46-40 rồi. Quá ổn cho một trận đấu nó dường như là nghẹt thở như thế này. Còn 2 mạng nữa thôi, chúng ta sẽ về với chiến thắng. Mạng đây chứ đâu. Ui. Hai thằng luôn, một thằng ở trên, một thằng ở dưới. Bị xuyên luôn. Không thể tin được. TV cho mình 23 mạng. Căn bản là mình hết kim cương để hồi sinh rồi anh em ơi. Và đây là trận đấu tiếp theo của ngày hôm nay. Mong rằng lại có những cái phát bắn kỳ bí để cho anh em được cảm thấy đã mắt. Thật sự ra thì Nancy không thích bắn snipe lắm. Nhưng anh em yêu cầu quá nhiều nên mình mới phải làm video snipe. Nhưng mà thật ra bắn snipe cũng rất thích. Vì nó kết liễu đối thủ một viên. Mà trong khi đó một viên là rất là khó chịu luôn. Rồi, ôi, trên đầu mình có một mạng luôn. Phản xạ mắc nhanh. Đó, các bạn cần phải luyện những quả phản xạ như thế. Quay một phát khoảng tầm 45 độ là có thể sát hại đối thủ ngay lập tức luôn. Video này mình sẽ cho hơi bé tiếng của game vì nó bị lẫn tiếng nhạc vào, sợ bản quyền anh em ạ. Nên anh em chịu khó xem nha. Đấy rồi. Bố Vic hình như là một trong những thành viên của team bố Victory thì phải. Bảy bốn đang là tỷ số hiện tại. Chín năm rồi. Ôi, nhảy cứ như là chuồn chuồn thế này làm sao mà mình bắt được. P90 Snow Whoop đã kết liễu thành công được Nancy. 18 đang là tỷ số hiện tại. 11-9 rồi. Liên minh đang vẫn dẫn trước 2 mạng so với phiến quân. Thằng nào bắn tao nhỉ? À bắn bố nhỉ? À đây. Nó đây này. Chạy đâu rồi? Nhanh thế nhỉ? Đó, kiểu này thằng này lùi sâu rồi. Chờ nó đến bao giờ cho nó ra. Ui. Vòng hồi sinh còn quá nhiều luôn. Rồi. Quay ra quay vào kiểu gì cũng có thằng đến gần. Các anh cứ vào trong đi, em ở ngoài hậu phương. Ui, đấy. Ui, thằng kia quách tỉnh vậy. Bạn ấy hồi sinh nhanh hèn chi mà bắn nhanh vậy. 20-14 rồi. Anh em thông cảm, nhà nghèo hết kim cương để hồi sinh nhanh rồi. Lúc nãy có 2 kim cương thì hồi sinh nốt trận vừa xong. À còn hợi này. Lần này mày thoát được không? À này, ăn làm sao được anh nữa. Lãy ăn được một phát làm sao ăn được. À thằng này cậy có vòng hồi sinh à. Đừng đùa với anh. Chạy ra đến đoạn đấy thì làm gì còn cái vòng hồi sinh nào nữa. Trượt một viên thôi nhưng không thể nào mà 2 viên được. Đối với snip thì các bạn chỉ cần nghĩ thế này. Mình trượt cùng lắm chỉ cũng là trượt viên đầu tiên thôi. Đến viên thứ hai mà các bạn không kết liễu được đối phương thì các bạn sẽ nằm xuống. Đấy là một quy tắc đơn giản của snip. 29-20 rồi. Ok. 31-20 rồi. Có mạng tiếp theo không đây? Cách biệt bây giờ là 10 mạng. Nhảy đi nhảy lại thì cũng vào rọ thôi. Vòng hồi sinh là quá nhiều luôn. Mày chết không? À không chết đâu. Bố mày rút lục. Rồi tiễn nó về với
Diêm Vương ông bà vải như vậy là đủ rồi. Thôi mình cũng làm theo, nhưng mà cái hy sinh gọi là xứng đáng. Ui, vào tận nhà rồi mà anh em vẫn không hề biết gì. Xót xa quá đi. Nhưng thôi không sao, tỷ số bây giờ nó cách biệt đã là quá lớn rồi. 40-29 cơ mà, 11 mạng. Thì lo cái gì nữa đây? Một con bò lạc lao ra như một vị thần rồi quanh đi quẩn lại lại nằm xuống như một thằng đần mà thôi. 43-29. Rồi vào tận nhà địch. Đùa, nhìn nó ngon như thế mà không đớp được thì tôi biết phải làm sao bây giờ. Rồi cứ từ từ mà ăn hàng thôi anh em. Ngoài này khá là đông. Ui, nhảy qua nhảy lại có thằng chết ngay. Mày vào đây. Mày vào đây. Vào à? Vào thì nằm xuống ngay. Ui, còn một đống nữa này. Thằng kia nữa. Ui dồi ôi. Nó đang thấy đạn. Thì làm sao mà sống được đây. 48-36. Đối phương đang tràn ra nhà mình là quá nhiều luôn. Nhưng bây giờ chỉ có thánh thì mới cứu được cái trận đấu này thôi. Một mạng nữa là xong phim rồi. Tôi sẽ là người cướp cái mạng còn lại. Bảo cướp là cướp được ngay chứ đùa. 50-42. Xong một trận đấu tiếp. Hôm qua thì anh em có nói trận đấu này video trước Nancy quay hơi ít. Thì hôm nay mình sẽ quay 3 trận cho anh em để cho anh em vui hơn. Map đấu thứ 3 này thôi cứ là map đấu gì bây giờ nhỉ? Đặt bom tí đi, mong là đặt bom cho nó vui. Chứ bắn nhiều đấu đội với cả sinh tử nhiều chán quá. Chả có tí gọi là nghe ngóng gì cả. Rồi. Vừa mới mong ước là được một map đặt bom thì chúng ta có ngay mấy map đặt bom chùa cổ. Một ngôi chùa mà không thấy một vị Phật nào cả. Anh em có nhìn thấy ở đâu không? Không nhìn thấy tượng Phật đâu đúng không? Rồi. 55 trên tay đó là khẩu AWP M30M. Đấy, nói thế cho nó. Sảnh chín, một mạng, hai mạng. Vui thật, nhảy đi nhảy lại, nhảy sang trái, nhảy sang phải, có liền hai mạng trong tay. Không còn gì có thể sung sướng hơn những cái lúc như thế cả. Ui, biết ngay có thằng ngách chó nó ra. Ui, nhảy. Lục là thứ vũ khí rất tốt khi mà các bạn nao lúng, không bắn được snip. Các bạn phải rút lục ra ngay để định thần, người ta gọi là định thần. Để mình có thể lấy lại tâm một cách tốt nhất. Nhưng kiểu như là những lúc rối ren ấy, mình cần phải có những cái cách giải quyết riêng. Rút vũ khí phụ ra để ăn hàng. Có mạng không? Mày nhờn với anh. Có anh. Có mạng không? Có luôn mạng rồi. Quá là đồng, không còn gì có thể. Quả đấy mình xử lý quá lỗi về snip nên là không thể ăn được hàng. Móng tay dài quá nên là vuốt nó không chuẩn anh em ạ. Anh em nhớ cắt hết móng tay đi, vuốt trụ nó mới thích nhá. Chứ có móng tay thì không chuẩn đâu. Một thanh niên này mua đường thật. Chạy từ khu A sang khu B. Từ khu A đâu, nhầm, từ khu A về nhà và vòng sang B. Không biết là có giải quyết được cái vấn đề gì không đây. Ôi, có mạng luôn rồi. Mong rằng anh ấy sẽ clear được team. Không thể được rồi.
Bom đây, các anh đến nhận ngay đi. Không có ai nhận. Đối phương vừa mới sát lại, lại hai thằng đấy. Có đùa à? Vừa mới vào xong mà chết luôn tại chỗ. Có lẽ không phải là thanh niên kia bắn, mà là thanh niên ở bên góc chèo chèo bắn cơ. Chứ cái thằng ở trước mặt mình thì nó làm sao mà bắn được mình cái đoạn đấy nữa. Chỉ có thằng chéo ở bên tay trái là thằng bắn được. Rồi, đặt mìn là thành công. Thế này thì ai mà canh ngách chó cho ông đây mà ông xuống tận đây. Cố lên người anh em. Ôi, vừa mới nói cố lên thì đã bị Hương, biệt danh là Hương Tươi, kết liễu một viên vào headshot. Thôi đến lượt này thì mình lại rút AK ra để gỡ lại tình thế thôi vậy. Để xem Nancy có thể thay đổi được gì ở trong cái trận đấu này hay không. Khi các bạn đi đến đây, các bạn hãy dừng lại một chút. Các bạn có nhìn thấy bom rất nhiều không? Có ngay hai mạng từ Hương Tươi với gì kia rồi. Nancy không nhìn thấy rõ lắm. Nhưng mà ngon lành cành đào rồi. Trận đấu này đã nằm trong tầm tay. Bom thì vẫn ở nhà. Rồi, tao bắt hết. Thằng này còn trong lỗ chó đúng không? Đấy, vừa mới nhắc xong thì có thật luôn. Thề luôn, cầm AK vẫn là có một cái cảm giác gì đấy rất thích luôn. Cảm giác mình có thể clear rất nhanh. Các bạn nhìn này. Đây rồi, một chú 5 mạng rồi. Có mạng thứ 6 không đây? Thằng kia KS mất. Còn thằng nữa cơ mà đú đởn với anh à, thì làm sao mà có thể ăn được. 12 là KDA của Nancy thời điểm hiện tại. 32 đang là dành cho phiến quân. Lần này thì mình mang mìn cho nó chắc. Lỡ chúng nó có đi đâu lạc, cái bị bắt lẻ thì có phải là còn lâu mới ăn được không. Ui, bom là quá nhiều luôn. Nếu mà mình cứ chạy ra sớm thì kiểu gì chả mất xác. Đâu hết rồi, thằng ngay đây đây. Đây rồi. Một mạng đầu luôn. Vậy là trận đấu này đã xong con ong rồi. Phiến quân đang vẫn đủ đội hình với 5 người, còn liên minh giờ chỉ còn 2 người thôi. Có lẽ là quá khó. Đặt bom câu giờ ra đây đi, cho xin lốt mạng nào. Đồ dơ đã có cho mình một mạng đấy. Vừa nói xong ra thì ăn ngay táo. 4-2 là tỷ số cuối cùng. Thôi, xin cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn thấy hay thì hãy like và share cho Nancy. Rất cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta sẽ đến ngay với phần phim đặc biệt của Nancy. Đó là một video nữa mà Nancy muốn gửi tới các bạn. Nhưng bộ phim này chỉ có nửa tập thôi. Nửa tập còn lại chúng ta sẽ hẹn nhau vào ngày mai. Map đấu này là map đấu lò gạch, chế độ sinh tử. Trên tay Nancy đang là khẩu AWP Dragon. Có thể ở đâu vậy mà. Chết rồi. Anh em cứ bình tĩnh thôi. Hàng của ai thì người đấy nhận nhá. Đừng có nhận tranh nhau làm gì cả. Hàng của tôi. Đấy, hàng của tôi thì tôi mới có thể ăn được thôi. Còn hàng của các bạn thì các bạn ăn người khác. Rồi, hai mạng rồi. Có mạng thứ ba không đây? Bên liên minh chỉ còn có hai người thôi. Phiến quân thì còn đến tận 3 người. Hai mạng liên tiếp dành cho liên minh. Chỉ còn một mình với một cây đàn. Cây đàn này mang tên AWP Dragon. Nó ở đâu vậy nhỉ? Mình nghe thấy cái tiếng nó đang vào nhà mình thì phải.
À đúng rồi, đang ở trong ngách cái kìa. Kìa kìa. Đây 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 đây. Rõ ràng là ở đây mà. À đây đây, đây rồi. Một viên liệu có chết không đây? Không chết. Mày ra đây, ra đây. Mày ra đây. À, con hợi này hết đạn rồi thì làm sao mà sống được với anh. 1-0 dành cho phiến quân. May quá. Mà mình cũng đen gơ quả đấy. Bắn trúng rồi mà không chết luôn. Để anh phải rút lục ra. 1-0 rồi. Anh em sao thủ sâu thế nhở? Để chúng nó sang đàn áp nhà này. Mình cầm sơn nít làm sao mà mình đã lên được. Đấy, cái tội thủ sâu là nó như thế này đây. Anh em phải lên chiếm thì tôi mới có thể bắt người được. Toàn thủ hết ở tận trong nhà này. Nó vào tận trong nhà nó giết sơn nít thì không. TK Hoa là ai đây? À, bạn ấy đang thể hiện rất tốt với vai trò tanker. Không ai lên thì tôi lên. À, ôi dồi ôi, con hàng này chạy đi đâu? Táo luôn, hai mạng rồi. Có thằng trên cao cái đầu trăng trắng, đục mãi nó không chết. Ôi, tội gì nó sang bên đấy. Ôi, con hợi này nó nhảy xuống rồi. Bắn thế mà không trúng. Hóa ra đây là GK Baby. Ô, đây này. Ô, chết. Không chết. Ô, thôi, rút lục ra ăn cho nó nhanh vậy. 2-1. Này, không ai lên thì tôi vẫn phải tấn thôi. Chứ biết làm nào bây giờ. Biết nó phát hiện mình ở đây không? Hình như là không. Ui, bom là của đồng đội chứ không phải là của mình. Đấy, té khẩn trương không lại giết bây giờ. Lag quá. Ôi, nó ngay bên cạnh tôi là anh em ơi. Chờ nó ra đây. Bên trái ông ơi. Bảo bên trái rồi không nghe. Còn hai thằng nữa, anh em bình tĩnh thôi. Đừng để tôi một mình với nồng nàn là nguy hiểm đấy. Đấy, vừa mới nói xong thì ông nào, nó đây, mày vào đây. Mày vào đây. 3-1 dành cho phiến quân rồi. Trận đấu đang rất là thăng hoa với cầu AWP này. Ui, và con hợi này vào đấy lấp ạ. Ủa, thế mà không trúng. À, mày ra đây. Ra đây. Có chết không? Chết luôn rồi. Combo 5 là có thật. Combo 6 của tôi đâu? Tôi cần combo 6. Đạn bay vèo vèo như này. Có dễ chết không? Thôi chết. Chết thật rồi. Anh em cố lên kìa. Bên trái. Cố lên anh em. 3v1. Ok. Đùa. Chỉ còn một thằng thôi mà anh em không giết được nó. Giờ thì còn quá ít máu. Té khẩn trương đi người anh em. Bây giờ chúng ta sẽ phải chơi chiến thuật núp. Rồi. Câu giờ hòa thôi cũng câu giờ hòa thôi cũng được, nhưng có lẽ bộ phim này sẽ tạm thời kết thúc ở đây thôi. Hẹn các bạn vào tập sau của phim và được công chiếu vào ngày mai. Xin hẹn gặp lại các bạn vào chiều ngày mai.